với nội dung tiếp theo trên kênh Quán La Lim. Các bác ơi, ngày nay là ngày 30 Tết rồi. Hiện tại thì chúng em là tiếp tục là trên cái chuyến là hành trình là Tết yêu thương. Như các cô các bác cũng đã biết ạ, trước đó là chị Hương là chị có gửi cho em gói là tổng số tiền là 1 triệu để mà em gói là đi phát quà Tết cho bà con. Và ngày nay thì chúng em tiếp tục là sử dụng tiền của chị Hương để mà đi mua quà Tết đến thăm những hộ gia đình khó khăn. Hiện tại thì chúng em đang ở trong nhà hàng bánh kẹo để mua quà, mua đồ. Được. Tôi thả vào túi vàng rồi. Đúng rồi. Cứ cho luôn vào. Cứ cho luôn. Ờ. Cá này là 65 nhá. Cá này là 65 nhá. Cá này là người đến sau cộng trước, người đến nhất cộng sau. Tết đấy. Cộng mấy cái này. Có 20.000 nữa là chọn bằng cái tôi một cái kẹo bông, kẹo bông một cái kẹo 2.000 của con đấy, kẹo cứng được, kẹo 2.000 bây giờ ok rồi, hàng này chọn 300 luôn, chọn 300 luôn, đấy thôi để ngoài đi, cho hết rồi anh ạ, được, cái vàng to mà đúng không, đã ăn chưa, đi ăn đi. Ăn với được con nhé. Rồi, ông xin sâm mâm cho nhá. Cho cả kiện luôn cho nhà mày ăn cho đẻ. Cái này nhân dâm. Đưa nó đây đâu. Không cần ghi đâu. Về đây. Các bác là xem cảnh chiều 30 Tết ở trên chúng em đây ạ. Bà con vẫn đang rất là tấp nập mua sắm. Cờ rất là đẹp. Bánh kẹo rất là nhiều. Này là mua suất quà là 300.000 đồng thì cũng như hôm trước là còn 200.000 đồng thì em gói là sẽ trao tiền mặt. Tổng là 500.000. Này sẽ là suất quà Tết là cuối cùng trong năm 2022 này. Các bác ơi, ngày nay thì chúng em đến thăm cái hoàn cảnh này thì đây là hoàn cảnh mẹ nuôi con nhỏ của bác ạ. Chồng thì đã mất rồi, là mẹ đơn thân. Xin chào nhá. Bao nhiêu ạ? 95. Chị sinh năm 95 à? Vạ. Bây giờ là một mình chị nuôi hai bạn nhỏ này đúng không? Vạ. Chồng là mất năm kia à? Vạ, mất được 1 năm rồi. Chồng mới chưa? Chưa. Chồng mất được 1 năm rồi à? Vạ. Mình là nuôi hai bạn nhỏ này. Vạ. Đi làm thuê đâu về chứ đúng không? Em vừa đi làm được 3 tháng. À, đi làm dưới kia à? Vâng. À. Thế con ở với ai? Con, đứa lớn này để nó ở nhà. U. Một mình ở nhà? Vâng. Đứa lớn thì để ở nhà, còn đứa bé thì đưa cho chị cái. Ô. Mình cháu ở nhà à? Đúng đấy, cháu? Thế thì phải lý do nữa mà. Thế mình cháu ở nhà, mẹ cháu đi làm à? Ồ. Thế mẹ cháu có người yêu chưa? Chưa. Ồ. Có rồi, bây giờ có con trai về nhà rồi nhà. Thế là Tết thì chuẩn bị Tết đến đâu rồi hả chị? À, nhà mình ăn Tết rồi. À, ăn Tết rồi à? Là xong à? Dạ vạ. À, ngày mai là gì mà mặc quần áo đi chơi thôi đúng không? Vạ. À. Ờ, em vào nhà mình xem một chút được không ạ? Dạ vâng. À. Chị tên là Ly đúng không ạ? Dạ vâng. Ồ, à. Thế một mình là bạn này là ở nhà. Con tên là gì đây? Tú ạ. Hả, Tú á? Ờ. À. Thế nhà mình là chị đi làm là không sao? Vậy không làm ruộng nữa đúng không? Không ạ. Ờ. À, ruộng để cho người ta làm gọi là cho cấy rẽ ấy à? Dạ vâng. Chị ơi, em cài cái mic này ở đây thôi, nói chuyện nghe rõ nhé. Dạ vâng. À đây chị ơi, ngày hôm nay thì em đến đây là
Tại vì thông qua tìm hiểu của em ấy thì em cũng biết được rằng là chị hiện tại là đang là mẹ đơn thân, là nuôi con thì cũng rất là vất vả ấy. Thì trong cái chuyến là Tết yêu thương, em đến từ kênh YouTube là Cói La Lin, thì ngày nay là em đến đây là trao quà của chị Hương Trần là cùng xã với mình, là có gửi cho nhà mình là xuất quà là trị giá 500.000 đồng. Thì ngày nay là em mua đồ là hết 300.000 đồng. Dạ em xin ạ. Và còn 200.000 thì em gửi chị nhá. Dạ em xin ạ. Đến là động viên chị. Dạ em cảm ơn. Chị không muốn nói là lời cảm ơn đến chị Hương không ạ? Cái này không phải của em đâu. Dạ. Dạ em gửi chị Hương ạ. À đúng rồi, chị Hương. Dạ em cũng cảm ơn chị Hương vì đã thưa cho cả gia đình em. Thấy cũng nghe mọi người nói, lại trưởng thôn nói là chị thì chồng cũng mất rồi nên chị cũng rất là khó khăn, nuôi con nhỏ thì vất vả lắm. Đấy. Dạ. Đấy, đến giờ là chị còn chưa đi bước tiếp nữa đấy. Theo nhà thường viên này, nhiều người là mất như vậy là còn đi bước nữa rồi ấy nhỉ chị nhỉ? Dạ vâng, em quyết định là em không đi nữa. À, sao lại không đi nữa ạ? Hai đứa con nhỏ quá. Đúng rồi, hai đứa con nhỏ là đi với người chồng mới không thương con mình đâu. Dạ vâng. Nó không thương con xong là nói chung là rất là nhiều điều khó nhỉ chị nhỉ? Dạ. Nó đã không thương con mình lại về lại không được chăm sóc con mình ấy. Vâng. Dạ em tự do yêu thằng nào xong thì thôi kệ, đừng theo mà được. Vâng, cũng nghĩ là nếu mà mình đi bước nữa thì chắc là lấy được một người, nếu mà tốt thì chắc muốn thưa con, nhưng mà không tốt thì chắc là cũng rất là khó. Thôi tìm người tốt đi, thương con mình thì theo. Chị cố gắng nhá, thế. Dạ. Hai bạn này đi học là có học sinh giỏi không? Hả? Chú có được học sinh giỏi không? Bạn này tên là gì đấy ạ chị? Hai ạ. Hai, Tú với Hai à? Tuấn. Tuấn, vâng. Tuấn với Hai. Vâng. À, thế là Tuấn học lớp mấy rồi ạ chị? Học lớp 3 rồi. Tuấn học lớp 3, còn em bé à? Bé gái học lớp này. Mẫu giáo. Học lớp mẫu giáo. Thế vâng. Là Hai là học lớp mẫu giáo. Mấy tuổi rồi năm nay ấy? Năm nay 5 tuổi. À, năm nay 5 tuổi à? Dạ vâng. Rồi, chào chị nhá. À đây. Tú, đây tên là Tú. Tặng em Giàng A Tú. Đấy. Đây, lớp 2 bản L. Wow. Chứng tỏ đi học cũng giỏi phết đấy chứ. Bếp. À. Mẹ con là cũng có món thịt treo này, cô bác này. Này lợn đen này rất là nhiều mỡ. Đây là trong bếp nấu ăn. Con nhà đây. Thế Tết này có mua kẹo cho con không? Không ạ. Cho hai bạn nhỏ nhá này, chúc mừng tuổi nhá. Xin chú. Học hành ngoan nhá, nghe lời mẹ nhá, với ông bà nhá này. Chúc mừng tuổi. Đấy chúng không có nhiều đâu, mừng tuổi cho hai bạn. Xin ạ. Hai cái chú có gì? Kệ. Kệ nó. Thế nhá, chị nhá, em đi đây ạ. Dạ. Chào cả nhà nhá. Dạ. Đây, chị chuẩn bị sẵn quần áo này, cái này là ngày mai sẽ đi chơi Tết này. Quần áo của các con này. Chị có định đi làm thuê tiếp không ạ? Dạ, nếu mà không có ai trông coi thì chắc là chị ở nhà. Ở nhà ấy ạ? À? Ở nhà làm gì? Chắc ở nhà đi làm ruộng. Ở nhà làm ruộng nhỉ? Vâng. Thôi tìm một thằng nữa đi làm cùng cho nhanh. À. Còn con nhỏ nữa. Con trẻ này không lấy chồng nữa phí đấy. Hả? Ôi sợ lấy được người ta không thưa coi thì lại khổ. Cháu có bán rau dớn này không? Không. Không bán á? Ồ, cô tưởng cho bán. Bán lấy tiền ăn kẹo. Biết. Không biết á? Cho có bán không? Mấy đứa này đi hái rau dớn à? Bán cho chú nhá. Có bán cái này không? Cô chú trả tiền. Chị à? Gật đầu. Chú trả cho 10.000 như thế này nhá. Đấy, đấy cho chú nhá. Bạn này bán. Bố mẹ mà đi hái à? Hay là cháu tự đi hái? Ok, chú gửi 10.000 nhá. Ok. Đấy. Chào hai bạn nhá. Xin chào nhá. Bye. Trên đường đi thì em mua được hai mớ rau dớn của các bạn nhỏ đi hái. Mua về để xào. Đây là xào lại trâu sấy tái thì ngon tuyệt vời luôn các bác. Hoặc là ăn lộn rau dớn. Vâng. Em Cói là vừa về đến nhà rồi. Cũng như mọi năm thì vào đợt cuối năm thì em Cói lại tiếp tục là nhận được giấy khen. Ngày nay thì em Cói rất là vinh dự. Và một lần nữa thì em Cói lại đại diện là Quý Mạnh Thường Quân, quý cô bác ở trên kênh là
nhận giấy khen. Đây là tấm giấy khen của xã Trịnh Tường là có tặng, là nhờ có các cô các bác nên là em có em mới có được cái giấy khen này. Mọi sự giúp đỡ của quý cô bác đến những hoàn cảnh khó khăn thì bản thân em có, và những mảnh đời khó khăn được giúp đỡ, mọi người đều luôn luôn là nhớ đến công ơn của các cô các bác. Và không chỉ như thế mà còn được chính quyền địa phương là ghi nhận, em có thật sự rất là vui và hạnh phúc. Nay thì Tết nhà em có là cũng không có gì đâu, hôm nay là không có đào quất gì cả, đơn giản thôi. Là mẹ đang rửa măng nứa để ngày mai là làm cơm thắp hương. Nói chung là Tết năm nay thì rất là đơn giản thôi. Nhà mình có đồ ăn chưa? Chưa. À Đạt. Chưa. Đạt này mặt bẩn quá đây này. Sự là một năm trôi qua thật là nhanh. Thoáng cái là đã Tết đến rồi, bây giờ chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa thôi là hết năm cũ và sang năm mới. Sang năm mới thì em có không biết nói gì, xin gửi lời chúc đến các cô các bác luôn luôn là mạnh khỏe và bình an, luôn là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc là các bác là cầu gì thì được đấy, vạn sự như ý. Thì có những yêu thương không nói thành lời, có những sự giúp đỡ là không mong hồi đáp. Nhìn lại một năm qua thì năm 2022 là thật sự quý cô bác, quý mạnh thường quân là giúp đỡ trên kênh em có các hoàn cảnh trên kênh của Lalin ấy ạ, thì rất là nhiều con số như em có cũng đã nói rồi đấy ạ, là trước là công khai tài chính nhà bờ hờ thì em có cũng đã nói một lần là con số mà quý mạnh thường quân là giúp đỡ trong năm nay là trên địa bàn xã Trịnh Tường chúng em là con số là hơn 1 tỷ đồng, một con số là thật sự là quá là khủng. Đấy là chỉ là trong năm 2022 thôi đấy mà đã lên đến như thế rồi. Trong năm mới năm 2023 thì chúng em vẫn tiếp tục là sẽ làm nhịp cầu nối kết nối yêu thương. Hy vọng là có thể kết nối yêu thương được nhiều hoàn cảnh nữa để mà cho bà con những hoàn cảnh khó khăn là có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Có những cái trong năm cũ là chúng ta đã thực hiện được rồi và có những cái thì cũng chưa. Đấy, như là kênh em có thì hiện tại là các bác cũng nhìn thấy đây là cái tình trạng là cái lượt người xem, lượt tương tác, lượng view là xuống, gọi là thật sự quá là trầm trọng. Có hy vọng là sang năm là cũng sẽ tiếp tục là nhận được sự đồng hành của quý cô bác, quý khán giả là sẽ đồng hành tiếp tục với lại kênh cói. Ngày năm nay là thật sự cũng chưa có thể nào mà cán mốc được 100.000 người đăng ký. Theo như em cói là mong muốn dự tính là trong kế hoạch thì năm 2022 thì sẽ được 100.000 người đăng ký. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa được. Nói chung là năm nay thì cái lượt tương tác kênh thì thật sự là số người đăng ký rất là chậm. Nói chung là như thế, em có hy vọng là sang năm mới thì có thể đạt được 100.000 người đăng ký. Đấy, rất là mong là các cô các bác nào mà có xem được video này thì hy vọng là các bác có thể cho em có một like và một đăng ký kênh. Em có thật sự là rất là hy vọng kênh mình có thể ngày càng phát triển mạnh hơn để mình có thể lan tỏa được cái sức kết nối yêu thương của mình nó sẽ rộng hơn, để cho nhiều người có mảnh đời khó khăn là có thể được giúp đỡ. Tại vì kênh chúng em bây giờ là còn nhỏ quá, bây giờ thì em có cũng không nói nhiều nữa. Em có cũng biết là bây giờ thì giao thừa mà ngày hôm nay là 30 Tết nên các bác là cũng rất là bận. Thôi bây giờ thì em có xin phép kết thúc video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở năm mới nhá.